Chào các bác nhá. Tiếp tục buổi tối ngày hôm nay thì em lại lên video giới thiệu cho các bác một con máy điều hòa. Đấy, trời buổi tối ánh mùa hè, thật sự rất là oi bức và khó chịu. Thì ban ngày ngày hôm nay thì em có đi thông thi công ở gần nhà em một số con máy khách hàng đặt, nên là em không ra video được cho các bác nhé. Em vẫn bán hàng đều nhé các bác nhé. Thì ngày hôm nay em thi công 3 con, anh em thợ đi làm việc ngay trong gần cách nhà em 3 cây số. Thì tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay, thì buổi tối ngày hôm nay thì em lại review cho các bác, giới thiệu các bác con máy của dòng điều hòa Pala. Con này là siêu khủng luôn nhá, con này là hàng VIP của dòng Pala Viền Đen. Đấy, con này đầy đủ công nghệ mặt sân AutoClean rõ ràng, cảm biến thân nhiệt, Eco Nano khử khuẩn và có vệ sinh dàn lưới các nhé. Con này thêm nữa là có báo nhiệt độ phòng, tức là tất cả các dòng Viền Đen các nhé. Thì duy nhất chỉ có đời 2010 và 2011 là có báo hiển thị nhiệt độ phòng. Đấy, và con mắt liếc nữa thì là có mắt là con đời duy nhất, chỉ còn là có 2009 và 2010 thì có báo nhiệt độ phòng. Đấy thôi nhá. Về sau này thì dòng Viền Đen từ 2012 thì đi thì họ đã cắt rồi. Để giới thiệu qua con máy này chạy rất khỏe. Riêng những đời 2011 chạy khỏe hơn những dạng đời sau các em. Tại sao lại chạy khỏe hơn? Bởi vì lý do là những đời trước được bắt đầu có Viền Đen thì họ sản xuất đầy đủ ống áng thứ là dày dặn hơn và nhiều đồng hơn. Đấy, cục nóng rất là lạnh, chạy rất khỏe, độ lạnh rất trâu bò, công suất lốc của nó chạy khỏe hơn. Đấy, con này là con 24.000 BTU nhé, đây đầu 63 24.000 BTU. Con này thì các bác có thể lắp được phòng 50m đồng đèn thôi nhé, chạy rất khỏe, chạy rất trâu bò luôn. Con này em chạy được khoảng chưa đầy 10 phút, quay là nước đã chảy. Đấy, nước đã chảy rất mạnh. Thời tiết mùa hè được động vào những cái nước mát, cảm giác rất là dễ chịu các bác nhé. Cái chắc thì chạy độ khoảng 15-20 phút là đầy cái chậu, chạy khá là khỏe. À, em sẽ quay bên đằng sau, đằng sau con này đầy đủ công nghệ. Đấy, em sẽ quay chi tiết lại cho các bác review. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em con này. Đấy, em duy nhất con này có duy nhất con 24.000 này là Viền Đen. Đấy, và một con 20.000 BTU nữa Viền Đen, nhưng mà con 20.000 thì đời 2012. Con này là đời 2010. Con này là đời 2000, sản xuất ra 2011 thôi. Chạy rất là lạnh. Đây. Trước tiên thì em cùng các bác kiểm tra xem con này nó chạy nha. Độ bên ngoài bây giờ đang là 33,5 độ. Khá là nóng. Nhiệt độ cơ gió là xuống 16,8 độ, lạnh rất là ok. Điều khiển em đang test ở chế độ 16 độ C, chạy hết tốc độ, hết gió luôn. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, bởi vì khi test máy nhá, em giới thiệu các bác đây, có thể những bác chưa biết, tức là khi để kiểm tra một con máy nó có đủ chất lượng đạt hay không thì chúng ta phải cho nhiệt độ thấp nhất ở chạy chiều lạnh 16 độ C, và cho tốc độ quạt to hết thì đó mới tăng hết tua của một con máy. Đấy, con máy chạy rồi. Về vấn đề là nhiệt độ còn áp suất ga nhé, áp suất ga 150 PSI. Con này chịu hút, áp suất hút của nó khá là khỏe. Đường hồ đứng đẩy,
lạnh lắm à? Bởi vì nó đạt nhiệt độ sâu như vậy thì chắc chắn là phải đổ mồ hôi rồi. Đấy, dòng lên 9,7 đi. Tôi cho 10A nhân điện 220 thì được 2000W. Đây con này là để chạy đục đua là 2000W các bác nhé. Vì tại sao em đang chạy ở ngoài trời thì ví dụ như trong phòng các bác chỉ mất độ 5-10 phút là nó chạy hết tua thôi, sau đấy là giảm khoảng tầm từ 10 thôi, 9 thôi, 8, 7, 6 lúc nào nó ủ lạnh nó sẽ duy trì ở nhiệt độ nhất định cho phép. Nhưng quan trọng nhất là các bác phải để nhiệt độ điều khiển, ví dụ như là các bác để độ khoảng mới bật thì độ để 16 độ, sau các bác để độ 25, 27, 27 độ C thì nó duy trì lúc nào ở bốn ở mức độ là tầm 600W, 500W. Một con 24.000 nó chỉ chạy điện bằng con 12.000, không bằng con 12.000 hàng Việt Nam thôi, chắc bằng con 9.000. Đấy là lý do tại sao mà rất là nhiều người thích về những cái dòng Nhật nội địa. Thứ nhất là nó chạy lạnh rất là dễ chịu, không khô ra những cái dòng máy của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là chạy rất là êm. Và cái thứ ba, cái quan trọng nữa, đó là với người dân thì đó là tiết kiệm điện là thực sự tối ưu cho các bác. Cái con này thì đã chạy rất là ngon lành rồi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em con này nhé. Ngày hôm nay thì khá vất vả đi thao tác cho mấy bác ở hàng xóm ở gần nhà đặt hàng. Bây giờ em review giới thiệu cho bác được rồi. Ok, vậy bác nào quan tâm mấy con máy 24.000 BTU đầy đủ tất cả những công nghệ hai chiều inverter, Lalo khử khuẩn, Eco Lavi, mặt dâng auto clear dọn dàn, cảm biến thân nhiệt, rồi có nhiệt độ báo phòng hiện tại này bác anh này, 30 độ C ở trên cái mặt lạnh này, bởi vì nó chạy này, nhưng nhiệt độ ở ngoài này không phải 30 các bác nhé, bây giờ nó đang là 33 độ. Bởi vì em test ở không gian rộng như này, cả nóng lẫn lạnh, nhưng mà khi chúng ta treo trong phòng nó sẽ khác, nó sẽ giảm xuống nhiệt độ. Đấy, một con máy rất là mới thôi. Vậy bác nào quan tâm đến con 24.000 này thì liên hệ với em. Rồi, vâng, em xin chào các bác.